hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay đó là ngày thứ sáu tại hoa kỳ đó thì thường nên thường không làm video ở cái thời điểm này nhưng mà tối ngày hôm nay đang thường bận một số công việc cho nên sẽ không có làm video như là thường lệ cho nên thường muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn về tình hình hiện bây giờ tại vì chúng ta thấy được là sau khi mà bitcoin nó có cái sự hồi phục từ cái flash crash xuống còn 29.000 đô đó hồi phục trở lên tới cái mức là khoảng 42.000 đô. Sau đó đó thì trong vòng 24 giờ qua, các bạn thấy được chúng ta xoay quanh cái mức là từ 39 cho đến 42.000 đô nhưng mà đột ngột cái bạn thấy được là trong vòng một tiếng hôm qua đó thì Bitcoin đã có một cái sự đi xuống, đi xuống từ cái mức chúng ta thấy được là 41.775 và đi xuống tới mức thấp nhất cách đây khoảng chừng một tiếng đồng hồ đó chính là đi xuống khoảng chừng là 12,5% cho đến thời điểm bây giờ giá Bitcoin là 37.805 thì đi xuống tới cái mức hiện bây giờ đó là xuống khoảng chừng là 9% thì tại sao Bitcoin là đột ngột đi xuống 9% như vậy thì có hai thông tin thường đã chia sẻ với các bạn ở trên những mạng xã hội cho nên nếu mà nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội đó các bạn có nên theo dõi để mà các bạn nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất bằng cách là theo dõi Telegram, Facebook hay là Twitter. Nhưng mà trở lại đi thì các bạn thấy được là thông tin mà nhiều người quan tâm đến đó chính là thông tin có thể là Trung Quốc đưa ra cái quyết định là cấm người dân đào Bitcoin. Đây là cái thông tin được chia sẻ và uh, được uh, dịch lại bởi World Blockchain. Nhưng mà đây là cái bài chính thức mà thường đi dịch ra uh, tiếng Anh để bài đọc. Đây là cái bài được chia sẻ trên trang web của chính phủ của Trung Quốc và... Trên cái bài viết này đã nói về một số điều mà chúng ta cũng đã biết Đó chính là đương nhiên là Trung Quốc không thích người dân giao dịch crypto Không thích người dân dùng crypto làm phương tiện thanh toán Không thích là thị trường crypto lớn mạnh có thể ảnh hưởng đến cái sự quản lý của chính phủ Trung Quốc Như vậy chúng ta cũng đã biết lâu rồi Và thôi cái bạn nói thì người dân ở Trung Quốc đã không thể trade crypto Trên những sàn giao dịch đã từ năm 2017 cho đến, đến bây giờ rồi thì điều đó cũng không gì gọi là mới và gần đây cái bàn thì được Trung Quốc lại một lần nữa đưa ra cái thông báo đó để mà nhắc nhở những cái công ty những cái công ty tài chính mà phụ thuộc quyền quản lý của ngân hàng trung ương của Trung Quốc đó là không thể cung cấp dịch vụ tài chính cho một số những cái doanh nghiệp liên quan đến crypto. Chúng ta cũng đã nói tới vấn đề này và đây là vấn đề mà cũng đã gây ra cái sự đi xuống giá trong vài ngày trước đó. Nhưng mà bây giờ thì thông tin là các bạn thấy là cái phần mà Thuận đã highlight cái màu vàng hay không trên màn hình đó chính là crackdown on Bitcoin mining có nghĩa là sẽ đàn áp những cái hoạt động liên quan tới đào Bitcoin. Thì nhiều người cho là đây là cái lệnh mà Trung Quốc muốn cấm đào Bitcoin thì Trung Quốc muốn cấm đào Bitcoin có phải là một điều gì đó mới hay là không? Thì chúng ta thấy được là năm 2019 thì Trung Quốc cũng đã có những cái tin đồn là muốn cấm đào Bitcoin. Năm 2018, đó, đây là bài viết được chia sẻ bởi Forbes. Năm 2018 thì cũng là cái thông tin liên quan đến Trung Quốc cũng muốn cấm đào Bitcoin. Thì cái việc mà Trung Quốc muốn cấm đào Bitcoin đó, đây là một cái tin mà đã có từ nhiều năm rồi. Và các bạn thấy được là tin thì bây giờ đó hình như là mấy cái thông tin liên quan đến Trung Quốc cứ xào qua xào lại Và Trung Quốc lại tiếp tục đưa ra những cái thông tin mà nhiều người cũng đã biết rồi Nhưng mà lần này đó có thật sự là Trung Quốc muốn cấm đào bịch hay không Thì đó là suy nghĩ của mọi người mà thôi Tại vì một bên thì nói là Trung Quốc muốn cấm đào bịch khôi Tại vì Trung Quốc đã có thể là đã ký một số những cái hiệp nghị liên quan tới bảo vệ môi trường cho nên ngưng hay là đàn áp đạo Bitcoin để có thể là ăn nói với những cái nước khác liên quan đến là bảo vệ môi trường. Đây cũng là một lý do mà nhiều người nói tới. Thứ nhì nữa là nhiều người nói là Trung Quốc muốn cấm đạo Bitcoin tại vì không muốn Bitcoin lớn mạnh ở Trung Quốc nhưng mà cái này cũng không có hợp lý lắm tại vì các bạn thấy được là đạo Bitcoin thì cũng rất phi tập trung. Tuy là bây giờ chúng ta nhìn vào tình hình của đạo Bitcoin đi thì nhiều người đó phần lớn là nhìn vào cái uh, sự phân phối của những cái hội đào thì các bạn thấy được là có một phần lớn là chúng ta không biết hội đào này là ai nhưng mà chúng ta thấy được những hội đào lớn mà nhiều bạn uh, thường hay nhắc đến đó chính là những hội đào như là btc.top, pool, hobi chấm pool, vibdc.pooling, f2pool và npool và nhiều người thì nhìn vào cái phân phối này đã nói là rất nhiều hội đào là ở trung quốc thì đó là sự thật phần lớn những chủ hội đào này là đến từ trung quốc nhưng mà một hội đào đó thì không phải tất cả những cái máy đào trong cái hội đó đều phụ thuộc vào chủ các bạn được hội đào đó là một cái hội mà thôi giống như là các bạn tham gia bộ staking Cardano đi thì chủ của hội staking đó chỉ là quản lý cái hội đó mà thôi chứ còn cái tiền đến từ staking là đến từ mọi nơi các bạn có được quyền di chuyển tiền đó đi bất cứ cái nơi nào mà cho các bạn lợi nhuận cao đào bitcoin cũng như vậy các bạn có máy đào thì các bạn có thể lựa chọn là các bạn muốn tham gia hội đào nào để có được lợi nhuận tối ưu thì đây là một cách nhìn mà thường cảm thấy là cũng không hoàn toàn chính xác nhưng mà chúng ta thực sự đó nhìn vào bao nhiêu máy đào không phải là bao nhiêu hội đào mà bao nhiêu máy đào đang nằm ở lãnh thổ trung quốc đây là thống kê mới nhất mà thường có thể kiếm được đó chính là thống kê của tháng 4 năm 2020 đó thì thời điểm À, hồi tháng 4 năm 2020 thì chúng ta có cái thống kê là 65,08% của hội đào là nằm ở Trung Quốc. Và các bạn thì được là đây là cái con số rất là lớn so sánh với lại cái nước thứ nhì mà có nhiều cái máy đào đó là ở Hoa Kỳ 7,24% rồi sau đó là ở nước Nga là 6,9%, Kazakhstan 6,17, Malaysia 4,33, Iran 3,82, Canada Germany, Norway, Venezuela đều là dưới 1% Cho nên các bạn thấy được là chúng ta cộng lại những nước kế tiếp đó, Trên cái uh, danh sách này cũng không bằng cái số phần trăm mà cái máy đào nằm ở Trung Quốc Cho nên Trung Quốc thực sự là một trong những nơi mà có rất là nhiều cái máy đào Thì điều này có phải là dẫn đến thị trường quan mang hay là không? Các bạn thấy được là giá bên không bao giờ là 37.250 Thì trên căn bản đó, thường cảm thấy là thông tin này chỉ dẫn đến cái sự lo sợ nhất thời mà thôi tại vì sao thường nói như vậy tại vì các bạn thấy được làm cái việc mà đào bitcoin đó cho dù là tất cả những máy đào ở trung quốc ngày hôm nay ngay lập tức bị tắt thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng bitcoin tại vì vẫn còn nhiều cái xưởng đào ở những quốc gia khác chỉ có là những xưởng đào này là trong thời gian ngắn hạn đó thì cái độ khó đào vẫn nhiều cũ nhưng mà cái tốc độ đào giảm đi thì có thể làm cho mạng lưới bị chìa khoảng một chút nhưng mà các bạn cũng đã biết là hệ thống của bitcoin đó thì trung bình là mỗi hai tuần sẽ điều chỉnh lời độ khó đào và hai tuần sau sau khi mà cái số lượng máy đào này bị mất đi đó thì chúng ta sẽ thấy là cái độ khó đào sẽ điều chỉnh xuống dựa theo tốc độ đào thời điểm đó chỉ có là tốc độ đào sẽ bị giảm xuống thì mạng lưới sẽ không còn nhiều tốc độ đào bảo vệ nữa nhưng mà đó là tình trạng nhất thời mà thôi thì những cái máy đào này đó các bạn cứ nghĩ đi các bạn làm chủ của một xướng đào thì bây giờ các bạn có rất nhiều máy đào trong tay đương nhiên là các bạn không thể là chỉ tắt máy đào sau đó là bỏ cuộc nhiều người sẽ đi tìm kiếm một nơi khác để mà tiếp tục đào thì những máy đào này cũng sẽ được di chuyển qua một quốc gia khác mà cho đào mà thôi thì các bạn thấy được là trong cái tình hình các bạn cứ nhớ đi như là chúng ta thấy được là tình hình liên quan đến là mỗi lần mà có lũ lụt ở trung quốc ở những nơi như là tứ xuyên vân vân hay là thâm quyến thì các bạn thấy được là mỗi lần mà những điều đã xảy ra đó, thì tốc độ đào giảm xuống rất nhiều nhưng mà trong thời gian ngắn đó, mặc dù là ở trung quốc đó vẫn chưa có hoạt động trở lại nhưng mà tốc độ đào cũng từ từ tăng lên tại vì sao tại vì những cái xưởng đào khác nó thấy được cái cơ hội để kiếm được lợi nhuận tại vì đã không có cái đấu thủ mạnh nữa thì họ sẽ tăng cái tốc độ đào của họ lên tăng thêm máy lên để kiếm được thêm lợi nhuận thì đây là một cái cuộc giao dịch mà thôi các bạn thì đây là một cái cách kinh doanh về cái phương diện là tại sao lại có nhiều cái xưởng đào ở Trung Quốc như vậy không phải tại vì một cái lý thuyết âm mưu nào đó hay là không thì thường không nghĩ như vậy lý do tại sao là tại vì chỉ đơn giản là những cái xưởng đào đó họ chỉ quan tâm đến một điều đó chính là liên quan đến chi phí đào là bao nhiêu tại vì các bạn thấy được là bán bịch khoan ra đó thì giá cũng như vậy nhưng mà ai có chi phí đào rẻ hơn thì sẽ có lợi nhuận cao hơn thì đương nhiên họ muốn lựa chọn những nơi nào mà có cái chi phí đào thấp nhưng không thấp mướn mà bằng thấp À, một nơi mà có cái khí lạnh quanh năm tại vì đương nhiên đào bình khôi rất là nóng và rất là ồn ào thì họ cần phải có khí lạnh để không cần phải sử dụng nhiều máy lạnh và đương nhiên là nguồn điện phải rất là rẻ và trung quốc có rất nhiều nguồn thủy điện rất rẻ họ có thể sử dụng được nhưng mà nếu như mà trung quốc không còn nữa thì họ cũng sẽ đi qua cái nước kế tiếp mà cho họ được những cái lợi nhuận đó mà thôi thì trong tình hình ngắn hạn đó là điều này là ảnh hưởng đến tốc độ đào và độ khó đào trên nước của Bitcoin. Còn về vấn đề tại sao mà giá đi xuống đó thì các bạn thấy được là chỉ có là Thường nghĩ là nhiều người lo sợ về thông tin này Chưa có rõ là tình hình như thế nào Và thường nghĩ một cái sự lo sợ đó chính là Có phải sẽ dẫn đến trong cái tình hình này đó Nếu như thật sự là cấm đào ở Bitcoin Thì có phải dẫn đến là những cái chủ Của những cái xưởng đào này Họ sẽ bán Bitcoin của họ hay là không Thì cho đến thời điểm bây giờ đó Cái biểu đồ liên quan tới MPI Vẫn chưa cập nhật cho nên chúng ta vẫn chưa thấy được Thông tin mới nhất Có phải là những cái xưởng đào sẽ bán Bitcoin Trong thời gian này để có cái chi phí để cho họ cần làm gì họ làm hay là không như là di chuyển xương đà của họ vân vân thì điều này chúng ta vẫn chưa có thấy đã xảy ra và tình hình bây giờ đó thì Bitcoin 3 đã rơi xuống nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ đang giữ mức là 37.195 chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái thông tin này đó tối thuận chỉ ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi nhưng mà dài hạn thì sẽ ảnh hưởng như thế nào thường không nghĩ là sẽ ảnh hưởng sẽ cao và gần đây đó các bạn thường hình như là mỗi ngày đều có mỗi thông tin phết lần lượt đưa ra tôi đã chia sẻ với các bạn đó là khi mà chúng ta thấy được tại thị trường có ai đó cố tình muốn cho giá đi xuống để có thể là mua được Bitcoin với giá thấp hơn đó thì cách mà tốt nhất là không phải đưa ra tất cả tin xấu cùng một lúc mà họ sẽ đưa ra từ từ, từ từ và từ từ. Như là các bạn thấy được là đầu năm 2018 đó chúng ta thấy được là khi mà giá bắt đầu là có cái sự uh, đi xuống đó thì những tin tức xấu đưa ra là hầu như cả năm đó luôn mỗi tuần đều có một thông tin xấu chứ không phải là ra cùng một lúc thì gần đây đó các bạn thấy được là hầu như là mỗi tuần đều có một thông tin xấu đưa ra liên tục còn thông tin thứ gì thường muốn chia sẻ với các bạn đó đó chính là cái thông tin liên quan tới hồng kông thông tin này thường cảm thấy là không có cái sức ảnh hưởng lớn tại vì bây giờ đó thường cảm thấy là những cái sàn lớn đó cũng không có hỗ trợ người hồng kông À, và thông tin này đó để thằng đây chia sẻ trên mạng xã hội là dựa theo thông tin thì có thể là trong tương lai gần bây giờ đó vẫn chưa phải là luật vẫn chưa phải là đề xuất gì hết đây chỉ là một cái khuyến cáo mà thôi chứ chưa phải là luật cho nên đây là một trong những điều mà các bạn cần phải hiểu nhưng mà dựa theo cái thông tin này thì có thể là trong tương lai gần người dân của hồng kông sẽ không thể trade crypto vì quá rủi ro và chỉ có người có tiền nghĩa là các bạn phải chứng minh được là các bạn có sở hữu hơn một triệu đô la USD Tuy nhiên là tính bằng tiền Hồng Kông nhưng mà quy ra là một triệu đô USD thì mới được uh, tham gia vào những cái sàn giao dịch để mà trade crypto. Thì lý do tại vì crypto quá nguy hiểm, các bạn là một người mà không có nhiều tiền thì đương nhiên các bạn dựa theo cái suy nghĩ của chính phủ ở Hồng Kông thì nếu như mà bạn là một người mà không có nhiều tiền thì đương nhiên là bạn không có thể nào mà quản lý được rủi ro đương nhiên thì để những người có tiền đầu tư vào các bạn không có tiền thì đừng đầu tư vào nhưng mà bạn là một người mà không có nhiều tiền không đầu tư vào crypto được nhưng mà bạn có thể mua vé số hay là qua Macau cao đánh bài thôi còn về việc tham gia một cái tài sản điện tử mới của tương lai đây thì để cho những người mới tham gia vào các bạn thấy được là có cái gì đó ngược đời ở đây nhưng mà đây là thông tin mà tôi nghĩ là không phải dẫn đến giá cả đi xuống tại vì Hồng Kông các bạn cũng đã thấy là cái sự ảnh hưởng không lớn bằng cái việc đào ở Trung Quốc. Và đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn sáng ngày hôm nay. Và tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Và nếu các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và đương nhiên như mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital như là được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thì bấm vào cái link bên dưới để các bạn có thể nhận được những thông tin này hay là các bạn nhận được bonus đến những sàn như là uh, Bybit, sàn mt sàn FTX Binance US, đây là cái lựa chọn cho như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ mà muốn giao dịch altcoin, Coinbase BlockFi, BlockFi thì các bạn cũng đã biết đây là cái ứng dụng lending có lãi, các bạn có thể nhận được lãi khi mà các bạn gửi những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Link vân vân vào trên ứng dụng BlockFi và bây giờ có bonus lên tới 250 đô Crypto hoàn ứng dụng phân tích biểu đồ mà thường nghĩ là nhiều bạn cũng đã quen thuộc và như thường đã chia sẻ tối hôm nay đây thường sẽ không có một cái video dài tại vì thường bận một số công việc nhưng mà thường sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn